Rồi bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn về cái bất phương trần. Nhưng mà trước khi bất phương trần thì chúng ta xét cái phương trần của cái đường thẳng này. Đấy, phương trần đường thẳng. Vậy thì phương trần đường thẳng này thực ra nó là từ cái nào? Nó chính là cái phương trần đường thẳng 2x trừ 3y bằng 6. Thì người ta cho chúng ta cái bất phương trần này này. Thì chúng ta sẽ xem coi là cái phương trần của nó là chính là xảy ra dấu bằng. Vậy thì khi chúng ta biểu diễn đồ thị thì chúng ta sẽ thấy phương trần đường thẳng chính là cái đường này. Vậy thì chúng ta xem cái phương trần đường thẳng này nó có cái phương trần là ở bên dưới. Bây giờ cho thầy hỏi là cái phương trần mà song song cái đường thẳng này thì nó sẽ có dạng như thế nào? Bạn nào cho thầy biết nó song song cái đường đó thì chúng ta thấy nó như thế nào? Mời một bạn cho thầy biết. Thầy mời bạn Gia Tuệ cho thầy cái nhận xét xem. Dạ là nó cùng slope. Hình như thầy nghe không rõ lắm. Nói lại đi bạn. Nó có cùng gì? Dạ, cùng slope. Cùng slope. Vậy thì chúng ta sẽ biết được là cái phương trình đường thẳng song song với nó thì phương trình nó sẽ như thế nào? Cùng slope thì như thế nào? Là 2x. 2x sao nữa? 2x trừ 3y bằng gì? Bằng một cái hằng số b, hoặc là thầy ghi hằng số c cũng được nha. Phương trình tổng quát của nó là cái gì? Phương trình tổng quát của nó là ax cộng bi bằng c, đúng không? Hoặc là chúng ta cộng c bên kia cũng được, bên nào cũng được. Thì cái phương trình tổng quát chúng ta nhìn thấy nó nằm ở trên này này, nó tương tự như cái phương trình mà chúng ta hay viết vào function form đấy, là y bằng mx cộng b, đúng không? Nếu chúng ta chuyển x qua rồi chúng ta chuyển b chia hai vế thì chúng ta sẽ ra cái dạng là m với b này. Còn nếu chúng ta để dạng tổng quát như vậy cũng được, là ax cộng bi bằng c. Vậy thì nếu một cái phương trình đường thẳng ở dưới mà song song ở trên thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ số của nó sẽ bằng nhau này. Nó vẫn là ax cộng bi giống nhau. Nó chỉ khác nhau cái hệ số cuối cùng là c thôi. Được chưa? Khác nhau cái c thôi. Vậy thì thầy biểu diễn cái đường thẳng song song nó chính là cái thầy vừa mới vẽ màu xanh ở đây. Vậy thì nếu thầy di chuyển cái đường thẳng này, đường thẳng màu xanh này lên hay là xuống thì chúng ta đều thấy là nó có dạng 2x trừ 3y và hằng số c nó thay đổi. Nếu mà c nó bằng 0 tức nghĩa là nó đi qua cái điểm zero này. Còn nếu mà cái c mà nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm cắt này này. Các bạn nhớ cái điểm cắt chỗ này này. Nó chính là c đấy. Chúng ta thấy nó là c ở đây. Đúng không? Chúng ta sẽ thấy nó có dạng là c. Nó gần là c thôi chứ nó cũng không hẳn là c nữa. Chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta chuyển nó về dạng tổng quát này này thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó là b. Còn nếu mà chúng ta để như vậy này thì chúng ta sẽ thấy nó là dạng là gì? Ax cộng b bằng c chẳng hạn. Chúng ta chuyển cái ax qua bên kia chúng ta sẽ được là bi là bằng trừ ax cộng c. Chúng ta chia b vào hai vế thì chúng ta sẽ được là trừ a phần b nhân cho x cộng cho c phần b. Vậy thì chúng ta quan sát là cái b này này nó chính là cái c chia b này này. Đó. Vậy thì nó sẽ cắt ở đây chính là cái c chia b, đúng không? Hay nói khác là chúng ta lấy cái c này chúng ta chia cho trừ 3 thì cái chỗ này nó chính là c chia cho trừ 3. Bây giờ cụ thể là chúng ta thấy là nếu mà nó cắt tại 0 thì chỗ này thì chúng ta thấy nó bằng 0.
Còn nếu nó sụt lên thì chúng ta cũng sẽ thấy nó có sự thay đổi. Vậy thì cái vấn đề của mình nó không nằm cái chỗ này, mà chúng ta quay lại. Vậy thì cái phương trình 2x trừ 3y mà bằng 6 thì chúng ta nhớ cái đường thẳng của mình nằm đây. Vậy thì nếu mà một đường thẳng song song với nó thì chúng ta sẽ có nó là 2x trừ 3y bằng c tổng quát chỗ này. Nó đường thẳng song song này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái đường thẳng màu đỏ này này, nó có thể dịch lên dịch xuống được. Vậy thì chúng ta thấy là bất cứ cái điểm nào nằm trên cái đường thẳng này, đường thẳng màu đỏ, thì chúng ta thấy nó đều lớn hơn so với các điểm nằm trên cái đường màu xanh này. Nếu chúng ta xét về cái giá trị y đó, các bạn quan sát đi vào. Nếu mà cùng giá trị x nha, chúng ta chiếu xuống. Từ màu đỏ này chúng ta chiếu xuống, chúng ta được giá trị y. Và tương tự đường màu xanh chúng ta chiếu xuống, chúng ta được giá trị y. Thì chúng ta thấy cái y này, cái y ở trên, nó luôn luôn lớn hơn cái ở dưới. Vậy thì khi chúng ta dịch chuyển xuống dưới này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có cái điểm trên, nó lớn hơn điểm dưới. Đúng không? Vậy thì chúng ta kết luận được là bất cứ cái đường thẳng nào mà nó nằm ở trên cái đường màu xanh thì nó đều cho lớn hơn cả. Được chưa các bạn? Nó sẽ lớn hơn. Hay nói cách khác là nếu chúng ta lấy 2x trừ 3y, thay vì chúng ta cho nó bằng 6, chúng ta cho lớn hơn 6, thì có phải là cái đường thẳng này nó tương tự như là cái phương trình bất kỳ của đường màu đỏ không? Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lớn hơn 6. Vậy từ đây người ta rút ra được một cái kết luận là gì? Là bất cứ cái điểm nào nằm trên cái mặt phẳng trên đường thẳng thì đều dẫn đến là nó sẽ lớn hơn. Nó sẽ lớn hơn. Thay vì nó bằng thì nó lớn hơn. Còn những cái điểm nào chúng ta lấy nó nằm bên dưới thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xảy ra cái dấu nhỏ hơn. Tức nghĩa là 2x trừ 3y nó sẽ nhỏ hơn 6. Các bạn nhớ cái ghi chú này cho thầy. Nếu mà nó xảy ra dấu bằng thì tọa độ của những điểm đấy nó nằm trên cái đường thẳng. Còn nếu mà nó xảy ra dấu lớn hơn, tức nghĩa là nó phải nằm trên cái đường thẳng. Nhớ nha, dấu lớn hơn nằm trên đường thẳng. Nếu xảy ra dấu nhỏ hơn thì chúng ta sẽ thấy nằm dưới đường thẳng. Bởi vì khi mà chúng ta dựng một cái đường màu vàng đó, thì khi chúng ta chiếu vào có phải là cái điểm ở trên nó luôn luôn lớn hơn không? Nó luôn lớn hơn cái điểm y nằm ở dưới ở trên đường thẳng. Chúng ta chiếu xuống này, chúng ta thấy nó lớn hơn. Còn nếu mà chúng ta tương tự như vậy, chúng ta cũng xếp một cái đường thẳng màu xanh ở dưới này song song nó nằm ở dưới đi. Vậy thì nếu chúng ta cũng dựng cũng đường như vậy, chúng ta giao điểm thì chúng ta thấy là cái điểm y nằm ở trên này này, chúng ta chiếu xuống, nó luôn luôn là nó lớn hơn cái đường màu xanh, đúng không? Hay nói khác là y của đường màu xanh này nó sẽ bé hơn. Cái tọa độ này này, chúng ta thế vào đây này, chúng ta thế vào, nó là cái đường màu xanh, thì chúng ta sẽ thấy là cái y của nó sẽ bé hơn. Vậy thì từ đây người ta mới rút ra một cái kết luận là nếu người ta cho mình một cái bất phương trình 2x trừ 3y bé hơn 6 thì chúng ta phải lấy cái đường ranh giới là cái xảy ra dấu bằng, thì là cái đường này. Vậy thì chúng ta tìm những cái cặp tọa độ x y nào để nó thỏa mãn cái này, thỏa mãn cái bất phương trình này là nó đúng. Thì người ta thấy là những cái điểm x y mà nó nằm ở dưới đường thẳng này này, bất cứ cái tọa độ x y nào nằm dưới cái đường thẳng này thì khi chúng ta thế vào thì cái bất phương trình này đều thỏa mãn, thì chúng ta gọi những cái nghiệm x y này này là nghiệm của cái bất phương trình này. Rồi bạn nào nắm được cái thầy vừa mới nói giơ tay thầy xem. Khi chúng ta học về bất phương trình là chúng ta đi tìm cái nghiệm x hoặc là y, nếu mà có cả y nữa thì nó là các cặp nghiệm x y thế vào để thỏa mãn cái bất phương trình này.
Nhớ, thỏa mãn bất phương trần này. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được cái ở dưới thì nó nhỏ hơn? Thì lúc nãy thầy mới nói rồi, chúng ta kẻ một đường thẳng song song. Thì khi chúng ta di dời cái đường thẳng này lên xuống, thì nó có sát cái mép này này đi nữa. Thì chúng ta cũng sẽ so sánh được là chúng ta dựng một cái đường thẳng vuông góc này này. Ứng với mỗi một giá trị x này khi chúng ta thế vào, thì chúng ta thấy là đối với cái đường thẳng ở dưới thì nó luôn luôn là bé hơn đường thẳng ở trên. Dù cho chúng ta thay đổi giá trị của nó, chúng ta thay đường thẳng này dịch lên xuống đều thấy nó như vậy cả. Các bạn có cái nhận xét đó nha. Còn một số bạn chưa thấy phản hồi là Thiên Phong, Kim Bảo, Phúc Thuận. Thiên Phong, Phúc Thuận chưa thấy phản hồi. Rồi thầy tiếp tục xuống phần dưới để thầy sửa bài tập cho các bạn. Cái phần ví dụ thì các bạn tự đọc nhé, bởi vì nó có hướng dẫn rồi nên các bạn tự đọc. Bây giờ thầy sẽ sửa bài tập cho các bạn để chúng ta xem coi là đối với bất phương trần thì trong thực tế nó như thế nào và cái cách chúng ta giải nó để chúng ta tìm ra được cái kết quả của mình. Rồi đầu tiên mời bạn Kim Bảo này. Kim Bảo lên tiếng. Dạ dạ. Rồi dựa vào trong cái đề này người ta nói cái gì? Người ta nói là bạn có một cái gift certificate, tức là một cái chứng nhận về quà tặng đấy. Trị giá là bao nhiêu? 40 đô. 40 đô để sử dụng đi xem phim. Thì bây giờ cái martini này có thể đó là bộ phim, trị giá là bao nhiêu? 5 đô. 5 đô. Còn nếu mà xem cái buổi trình diễn thì là bao nhiêu? Là 8 đô. Bây giờ ý người ta muốn hỏi là cái gì ở đây? Một vài cái sự kết hợp giữa hai cái loại này mà bạn có thể xem. Có nghĩa là nếu chúng ta có 40 đô thì bây giờ chúng ta có thể xem được bao nhiêu cái martini và bao nhiêu cái event show để cái số tiền của chúng ta là sao? Số tiền chúng ta phải trả thế nào? Là tối đa. Là tối đa là bằng bao nhiêu? Là bằng 40 đô. Đúng rồi. Vậy thì thiết lập được một cái quan hệ như thế nào? Bảo đọc thử xem. Nếu chúng ta gọi x là số bộ phim của martini, còn even show thì chúng ta đặt là số gì? Số lượng là mấy? Số y. Là y. Vậy thì cái số tiền mà chúng ta sẽ trả là bao nhiêu tiền? Là 40 đô. Chúng ta có cái số tiền mà chúng ta phải trả đấy. Chúng ta biểu diễn nó dưới dạng một cái hàm số, là nó phụ thuộc vào hai cái giá trị là x và y. Thì cái biểu thức này nó như thế nào? Đọc cho thầy xem. Là 5 gì? 5x. 5x là số tiền chúng ta sẽ trả cho x bộ phim martini. Rồi tiếp tục. Cộng cho số tiền gì? 8y. 8y là số tiền của vậy thì chỗ này cái hàm f biểu diễn hai giá trị, hai cái biến số x y này này, chúng ta xem nó là cái total cost, đúng không? Yeah. Và cái số tiền mà chúng ta sẽ phải trả và chúng ta sử dụng cái gift certificate này thì cái số tiền chúng ta sẽ phải trả đấy thì nó sẽ đạt tối đa là bao nhiêu tiền? Là 40 đô. Chúng ta thấy là nó chỉ được bé hơn hoặc bằng 40 thôi mà. Tại vì cái gift certificate của mình có giá trị là 40 đô. Vậy thì tổng số tiền chúng ta phải trả là 5x cộng 8y này nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng. Bằng được không, Bảo? Bằng được không? Dạ, được. Đúng chưa? Vậy thì câu số 1 chúng ta cần phải tập viết cái phương trình của nó. Tập viết cái bất phương trình của nó. Vậy thì trong thực tế này, cái bất phương trình của nó trong cái tình huống này chính là cái thầy vừa mới ghi ra đây.
Rồi bạn nào sai thì có thể sửa vào nhé. Thầy xem coi là đang lấy bài của bạn nào đây. Đây câu trả lời. Lúc này đang nói lấy của Tín. Xem có Tín làm bài sao. Sai đây này. Tín nó làm sai. Đấy các bạn nhìn. Bạn làm là lấy 5x cộng 8y bằng 40 là sai. Cái này là bất phương trình mà đâu. Đúng không các bạn? Yêu cầu đi tìm bất phương trình. Đây, tức là nó không bằng nhau. Thì chúng ta phải hiểu là cái tổng chi phí mình sẽ phải trả. Nó sẽ chỉ bé được bằng cái giá trị của cái certificate thôi. Rồi bây giờ chúng ta biểu diễn cái đồ thị của bất phương trình này. Thì chúng ta phải học cách biểu diễn. Thì các bạn xem thầy biểu diễn như sau. Muốn biểu diễn cái bất phương trình này thì chúng ta viết cái phương trình nó ra. Chúng ta sẽ thấy là 5x cộng 8y thì sẽ bằng 40. Vậy chúng ta muốn viết cái này thì chúng ta tìm hai cặp tọa độ thôi. Ví dụ như chúng ta tìm x bằng 0 đi. X bằng 0 thì y bằng mấy? Kim Bảo. Dạ, x bằng 0 thì y là bằng 10, bằng 5. X bằng 0 thì y nó bằng 5. Chúng ta biểu diễn 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì cái điểm đầu tiên là có tọa độ là x bằng 0, y bằng 5. Điểm thứ hai, chúng ta cho y nó bằng 0 đi. Thì nó bằng mấy? Dạ, y bằng 0 là x bằng 8. Bằng 8. Chúng ta vẽ ra là 4 rồi, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta chấm điểm ở đây. Bây giờ chúng ta chấm điểm khác đi nữa thì nó cũng sẽ thỏa mãn cái này thôi, đúng chưa? Vậy chúng ta nối nó lại thì chúng ta sẽ có cái phương trình đường thẳng. Đấy, đi qua hai điểm này. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đã vẽ được cái phương trình đường thẳng. Nhưng mà đề bài này là yêu cầu chúng ta là gì? Vẽ đồ thị của cái bất phương trình này. Bây giờ chúng ta thấy là ở đây nó là dấu lớn hơn hay là dấu nhỏ hơn? Kim Bảo. Dạ, nhỏ hơn hoặc là bằng. Dấu nhỏ hơn, vậy chúng ta lấy cái miền nó nằm dưới hay là nằm trên? Dưới hay trên? Dưới trên. Vậy, nhỏ hơn mà. Dưới. Nếu mà chúng ta tìm cái giao điểm thì chúng ta sẽ thấy cái giao điểm của chúng ta nó nằm chỗ này này. Cái giao điểm của chúng ta là y bằng 5 đấy. Đúng không? Chỗ này là 5 này. Lúc nãy chúng ta tìm ra được đó. Chúng ta lấy C chia cho B. C đây là 40. Chúng ta chia cho B thì chúng ta sẽ ra được nó là 5. Đúng không? Vậy thì cái giao điểm chỗ này của nó là 5 này. Vậy thì bây giờ chỗ này người ta nói là xét những cái điểm x y nào mà khi chúng ta thay vào đây này thì nó bé hơn 40. Đúng không? Bé hơn 40. Hay nói cách khác là nếu chúng ta chia 8 2 về thì chúng ta thấy là 5 phần 8 x cộng cho y thì nó sẽ bé hơn hoặc bằng 5. Đó. Thì chúng ta thấy là khi mà nó bé hơn hoặc bằng 5, giao điểm nằm đây này, thì chúng ta thấy là ứng với mỗi đường thẳng chúng ta thế vào, thì chúng ta thấy là những cái điểm x mà thế vào mà chúng ta thấy là y mà nó nằm ở dưới số 5 này là đều đúng. Chúng ta vẽ một cái đường thẳng song song nằm bên dưới thì tất cả những cái điểm nằm trên cái đường thẳng song song thì ở bên dưới đường thẳng này chúng ta thấy đều khoảng mắt là bé hơn. Dù cho chúng ta dịch chuyển cái đường thẳng song song đó lên xuống, đúng không? Cho nó bằng với cái mép đường thẳng màu vàng hoặc là dịch xuống vô tận thì chúng ta thấy đều thỏa mãn. Vậy thì chúng ta xác định được cái miền của nó, cái miền nghiệm của nó là nó bé hơn nên nó sẽ nằm ở dưới. Và do nó có dấu bằng thì chúng ta cũng lấy luôn cái đường thẳng màu vàng này luôn. Vậy thì tất cả những điểm nào
nằm bên dưới hoặc là trên đường thẳng này đều thỏa mãn cái bất phương trần này. Vậy thì khi thầy đồ như vậy là chúng ta biết là chúng ta lấy từ cái đường màu vàng này trở xuống cho các bạn. Lấy từ cái đường màu vàng này trở xuống. Đó, thì nó sẽ thỏa mãn là bé hơn bằng. Còn nếu bài nào nó cho lớn hơn thì chúng ta sẽ phải lấy ở trên. Giờ câu số 3 thầy mời bạn tiếp, mời bạn Thiên Phong. Thiên Phong cho thầy ý kiến. Đưa ra 3 khả năng kết hợp mà chúng ta có thể thấy được nó sẽ thỏa mãn được cái này. Thiên Phong. Dạ. 3 cặp giá trị XY nào nó sẽ thỏa mãn cái bất phương trình ở trên này. Thiên Phong. 1-1 ạ. 1-1. Rồi. Khi chúng ta thấy là 1-1 x bằng 1 y bằng 1 nó nằm đây. Đó. Thì chúng ta thấy là 1-1 chúng ta thay vào. Thì 5 x 1 cộng 8 x 1 thì nó là bằng 13. Bằng 13 thì nó sẽ thỏa mãn là bé hơn là bằng 40, đúng không? Vâng. Bây giờ chúng ta lấy cái cặp tọa độ thứ hai. 1-2. 1-2 chúng ta cũng thấy thỏa mãn luôn. 1-3. 1-3. Bây giờ lấy đổi số 2 đi. 2 gì? 2-3. 2-3. Chúng ta lấy 2-3 nó nằm đây. Chúng ta thấy cũng thỏa mãn luôn. Vậy thì bất cứ cái cặp giá trị XY nào thế vào làm thỏa mãn cái bất phương trình của cái số 2 thì những cái giá trị đấy đều là nghiệm. Và nếu chúng ta lấy các điểm khác nằm trong cái miền màu xanh hoặc là trùng với cái màu vàng thì chúng ta thấy đều thỏa mãn cái bất phương trình này. Vậy thì tập hợp tất cả những điểm nằm trong cái miền màu xanh thầy vừa mới vẽ xanh lẫn đổ lên vàng đấy thì chúng ta đều thấy nó là nghiệm của bất phương trình này. Rồi thầy kết thúc bài này. Bạn nào nắm được cái bài này và sửa xong cho tay thầy xem. Chúng ta bắt đầu làm quen cái khái niệm bất phương trình này. Đây là phần của lớp 10. Theo chương trình Việt Nam thì chúng ta sẽ học vào lớp 10 đó. Lớp 9 chưa học đâu. Chương trình Việt Nam là lớp 10. Những bạn khác thầy chưa thấy phản hồi. Khánh Đoan, Lê, Minh Khoa, Phục chưa thấy phản hồi. Chúng ta sẽ thấy ứng dụng của cái này trong cuộc sống rất là nhiều nha, chứ không có ít đâu. Thông qua các bài làm ở trong này thì thầy sẽ cho các bạn thấy là cái ứng dụng trong thực tế là chúng ta thấy các bài toán này trong thực tế nó sẽ như thế nào. Còn ở trên trường thì chúng ta sẽ tập trung vào đi giải những bất phương trình này thôi, đúng không? Đặc biệt là những bạn nào học về kinh tế thì chúng ta sẽ thấy đây là những bài toán tối ưu trong vấn đề sản xuất. Ví dụ như thầy nói là x là số lượng nguyên vật liệu A, y là số lượng nguyên vật liệu B. Người ta muốn sản xuất ra cái giá thành của một cái sản phẩm bị khống chế bởi cái 40 này chẳng hạn. Đấy. Thì người ta sẽ phải chọn những cái giá trị XY nào để cái số tiền để bán gọi là cái giá thành của một sản xuất ra một cái sản phẩm nó chỉ nằm ở con số 40 đô trở lại thôi. Thì cái này là bài toán tối ưu trong sản xuất trong kinh tế chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái bất phương trình này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều. Rồi các bạn sửa xong rồi thầy xóa nha. Rồi sang bài kế tiếp. Thầy mời bạn bạn Phúc bài số 12 cho ý kiến. Ở đây người ta cho chúng ta cái bất phương trình này và cho cái đồ thị. Thì chúng ta thấy nó đang đúng hay là sai. Đầu tiên chúng ta phải phân tích cái đường thẳng trước y bằng x trừ 1 trước. Thì chúng ta thấy cái đường thẳng này có đúng hay không nè? Không. Dạ không. Đường thẳng có đúng không? Người ta vẽ đường thẳng này có phương trình là y bằng x trừ 1 đúng hay sai? Dạ sai. Giờ kiểm tra xem. Với x bằng 0
x bằng 0 thì y bằng mấy, Phụng? X bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng trừ 1. À, trừ 1, vậy cái điểm thứ nhất là đúng. Vậy nếu chúng ta cho y bằng 0 thì x bằng mấy? Y bằng 0 mà thì x bằng mấy, Phụng? X bằng 0 luôn. Này, cho y bằng 0 mà thì x bằng mấy đây? Y bằng 0 tức là 0 bằng x trừ 1. Vậy thì x bằng mấy? Bằng 1. À, x bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ có tọa độ là 1, 0. Vậy điểm thứ hai. Vậy thì chúng ta thấy cái phương trình là phương trình đường thẳng. Chúng ta lấy hai điểm, chúng ta vẽ, chúng ta nối lại. Vậy thì cái đường thẳng nó vẽ đúng hay sai? Không. Sai. Sao sai? Đường thẳng là vẽ đúng chứ? Dạ đúng. Đó. Chúng ta xác định được cái đường thẳng này hoàn toàn vẽ đúng. Rồi. Vậy thì cái đường thẳng vẽ đúng. Bây giờ người ta cần là y nó lớn hơn. Thì chúng ta lấy ở trên hay ở dưới? Khi mà y lớn hơn, là dấu lớn hơn này, thì chúng ta lấy cái phần ở trên hay là lấy phần ở dưới của đường thẳng? Cái ở dưới. Ừ. Y lớn hơn mà. Y lớn hơn. Tức nghĩa là chúng ta sẽ cho nó nằm là đường ở trên này, đúng không? Yeah. Ừ. Lớn hơn. Vậy là nó lấy là nằm trên. Là đúng chứ sao sai? Nằm trên đường thẳng mà. Yeah. Bây giờ chúng ta thử lại nha. Chúng ta thử lại giá trị x bằng 0 y bằng 0. Bây giờ chúng ta muốn biết hay không, chúng ta thử này. Chúng ta lấy cái điểm 0. 0 ở đây là x bằng 0 y bằng 0 thì chúng ta thế vào đúng hay sai? 0 lớn hơn 0 trừ 1. Đúng hay sai, Phụng? Bất phương trình chúng ta đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng không? Đúng không? Dạ, đúng. Rồi. Bây giờ chúng ta thử một cái điểm ở trên này là x bằng trừ 2 y bằng 2, chúng ta thế vào. X bằng trừ 2 y bằng 2 này. Thấy vào này. 2 lớn hơn trừ 2 trừ 1. Vẫn thấy 2 lớn hơn trừ 3. Vậy thì cái bất phương trình này đúng hay sai? Đúng. À, là đúng. Vậy thì chúng ta thử qua một vài giá trị của cái miền màu xanh. Chúng ta thấy nó đúng. Thì chúng ta thấy là cái hình này vẽ đúng nha. Vẽ đúng chứ không phải sai đâu. Đó là đúng chứ không phải là sai. Chúng ta sẽ phải lấy tất cả những điểm nằm trên đường thẳng này. Thầy nhắc lại, tất cả những điểm nằm trên đường thẳng này thì sẽ thỏa mãn là cái bất phương trình này. Kiểm tra bạn kế tiếp. Mời bạn Khánh Đoan. Bài số 13. Dạ, bài 13. Đầu tiên chúng ta xem coi phương trình đường thẳng người ta vẽ đúng hay sai. Y bé hộ bằng 2. Y bằng 2S cộng 2. Cộng 2. Bây giờ chúng ta lấy hai cặp điểm đặc biệt. X bằng 0 và y bằng 0 thì chúng ta thế và chúng ta tìm. X bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0, y bằng 2. Còn y bằng 0 thì x bằng? Y bằng 0. Y bằng 0 thì x bằng bằng? Bao nhiêu? Trừ 4. Thì trừ 4. Đâu, từ từ. Y bằng 2 cũng không. 0 bằng 2x cộng 2. Vậy thì chúng ta chuyển qua kia là trừ 2 bằng 2x. Vậy là x bằng mấy? Trừ mấy? Dạ, trừ 1. Trừ 1. À, vậy chúng ta biết ở đây là trừ 1. Vậy thì chúng ta chấm cái điểm đấy nhá. X bằng 0, y bằng 2. Điểm thứ nhất nằm đây. X bằng trừ 1, y bằng 0. Điểm nằm đây. Vậy thì cái đường thẳng người ta vẽ là đúng rồi đó. Dạ.
Còn bây giờ người ta yêu cầu lấy lớn hơn hay nhỏ hơn? Dạ, y bé hơn hoặc bằng 2x cộng 2. Bé hơn thì chúng ta lấy là nằm trên hay nằm dưới? Dạ, bé hơn lấy nằm dưới. À, nằm dưới. Đấy, vậy là chúng ta xác định là nó nằm dưới này nha. Và là chúng ta lấy luôn cái đường thẳng này. Đó, lấy luôn cái đường thẳng này. Vậy thì bất cứ cái điểm nào nằm trong cái miền được tô đỏ thì các tọa độ chúng ta chấm bất kỳ ở trên này. Cái điểm này chúng ta lấy được giá trị xy thì chúng ta thấy đều thỏa mãn cái này. Bây giờ chúng ta thử lại bằng cách là chúng ta lấy điểm 0 là x bằng 0 y bằng 0, chúng ta thế vào đây để chúng ta thử lại có đúng hay sai. Y bằng 0 nhỏ hơn 2 lần nhân x bằng 0 cộng cho 2 thì chúng ta thấy là 0 bé hơn 2, đúng hay sai? Bất phương trình này đúng hay sai? Thì đúng. Đúng. Thế chúng ta lấy một điểm khác, điểm nằm đây. X bằng 1 y bằng mấy? Dạ, x bằng 1 y bằng 2. À, x bằng 1 y bằng 2, vậy chúng ta thế vào nha. Y bằng 2 vào đây. X bằng 1. Giờ chúng ta thế vào 2 nhân 1 là 2 cộng 2 nữa là 4. Này là 2. Vậy là 2 bé hơn 4. Vậy thì chúng ta biết được cái miền mà nó lấy ở dưới thì là đúng hay sai? Đúng. À, miền chúng ta tô màu đỏ là đúng. Còn cái miền họ tô màu xanh ở đây là đúng hay sai? Sai. À, vậy thì chúng phải trả lời là bài 13 là sai nhá. Là sai. Bây giờ chúng ta sửa lại là miền chúng ta lấy ở dưới. Rồi bạn nào sửa xong rồi giơ tay cho thầy. Cái này nó hơi khó nên thầy là tư tư cho các bạn. Bạn nào sửa xong rồi thì phải giơ tay lên để thầy biết rằng các bạn đã sửa xong. Thầy nhắc lại, bất phương trình là một vấn đề khá mới đối với rất nhiều bạn bởi vì hầu hết chưa ai biết về này. Chúng ta phải hiểu đúng về bất phương trình thì chúng ta mới giải quyết được. Và cái căn bản khái niệm về bất phương trình là gì thì hè vừa rồi thầy cũng đã dạy một số bài đơn giản rồi. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những phần khó và những nội dung này là của lớp 10 trong chương trình Việt Nam. Rồi các bạn xong rồi thì thầy xóa đi nha. Trọng Tín, Thiên Phong, Minh Khoa không thấy phản hồi. Khi hỏi các bạn thì các bạn phải phản hồi ngay để biết là các bạn có đang theo dõi và nắm bài hay chưa. Làm tùm lum hết. Tín là làm không cẩn thận, không coi bài, làm đối phó. Bây giờ mời một bạn bài số 14. Khi đồ thị của bất phương trình người ta cho là cái này. Rồi. Bạn có thể dùng 00 để test point. Tức là để test cái để kiểm tra cái điểm đó mà nó có phù hợp với cái boundary line. Boundary line nó chính là cái phần mà lúc nãy thầy tô đấy, tô cái phần nào mình lấy hay không. Rồi mời một bạn cho thầy ý kiến. Mời bạn mà Gia Tuệ xem. Dạ. Dạ bây giờ. Bây giờ chúng ta phải vẽ cái đường thẳng y bằng 2x ra. X bằng 0 thì y bằng mấy? Thì x bằng 0 thì y bằng 0. Rồi. Bây giờ nếu mà x bằng 1 thì sao? X bằng 1 thì y bằng 2. Rồi, chúng ta chấm được một cái điểm nằm đây. Vậy thì nếu chúng ta nối lại thì chúng ta sẽ được một cái đường thẳng. Chúng ta thấy nếu B nó bằng 0 luôn luôn đi qua gốc tọa độ, đúng không các bạn? Và chúng ta tìm ra được cái hệ số của nó, cái slope của nó chính là 2. Rồi bây giờ chúng ta đã có đường thẳng rồi. Bây giờ chúng ta cần lấy cái y lớn bằng 2x thì chúng ta lấy cái miền nào? Trên hay dưới? Trên. Trên hay dưới? Cho tôi.
Dạ ở trên. À, chúng ta lấy cái ở trên nhé. Main của chúng ta ở trên. Rồi chúng ta vẽ ra, chúng ta lấy ở trên. Chính là cái main làm cho cái bớt phương trình này đúng này. Đấy. Bây giờ khi chúng ta có đồ thị rồi, thì chúng ta có thể dùng tọa độ 0,0 để chúng ta test. Test để xác định cái boundary nó được hay không. Được. Tức là chúng ta dùng cái tọa độ 0,0 này này. Để chúng ta test được hay không. Để chúng ta biết được chúng ta lấy phía bên nào đúng hay sai đó. Được không? Dạ được. 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 Nếu chúng ta thấy là 0,0 thì chúng ta thấy là 0 lớn bằng 0. Nó đúng nhưng mà chưa chắc à. Nếu mà chúng ta có y nhỏ hơn nó bằng 2x, chúng ta test vào thì nó cũng y chang, không khác gì cả. Vậy là không được. Chúng ta phải lấy một cái điểm nằm ngoài cái đường thẳng để chúng ta test. Ví dụ như chúng ta lấy cái miền nó nằm ngoài bên này chẳng hạn. Chúng ta lấy cái điểm ở đây. Ví dụ như thầy lấy chỗ này nó là cái điểm. Điểm này. Chỗ này là 2. Chỗ này là -2 để thầy test thì mới được. Hoặc là thầy lấy cái điểm. Cái điểm ở dưới này. Thầy lấy cái điểm dưới này. Là x bằng 2. Y bằng -2 chỗ này. Thầy test. Ví dụ. Thầy lấy cái điểm A có tọa độ là -22 đi, thầy test. Giả sử như mình xác định được đó là cái miền màu vàng rồi. Bây giờ chúng ta thử đối với cái điểm A để chúng ta thấy cái tọa độ này nó, cái miền này chúng ta lấy đúng hay sai. Chúng ta thế vào y bằng 2 này lớn hơn bằng 2 nhân cho -2 thì chúng ta thấy là 2 lớn hơn bằng -4. Này đúng hay sai? Do tội. Dạ đúng. Đúng. Vậy thì có nghĩa là chúng ta đang thử điểm A nằm trên cái miền màu vàng của chúng ta là sao? Đúng hay sai? Dạ đúng. Hay sai? Đúng. Vậy là cái kết luận của chúng ta là cái miền màu vàng là đúng rồi đó. Còn bây giờ chúng ta thử với cái điểm B nằm ở dưới là x bằng 2 bằng -2. Chúng ta thế và chúng ta sẽ thấy nó sai ngay. Y bằng -2, chúng ta thế vào đây, y bằng -2 lớn hơn bằng 2 nhân cho x đây là 2 thì chúng ta thấy là -2 lớn hơn bằng 4. Này đúng hay sai? Sai. Sai. Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta lấy cái miền ở bên B này là chúng ta thấy nó bị sai, chúng ta phải lấy cái miền ở bên A mới là đúng. Vậy thì cái nhận định của chúng ta là các cặp điểm nằm ở cái miền màu vàng là đúng. Thông qua chúng ta test lại bằng một cái điểm A bất kỳ nằm trong cái miền này thì chúng ta thấy là chúng ta đúng. Rồi bạn nào hiểu và sửa xong cho tay thầy xem. Chúng ta cứ ghép bậy bạ mà chúng ta không hiểu bản chất người ta đang muốn hỏi những cái gì. Chính vì các bạn không chịu xem video để chúng ta hiểu rõ cái bài toán, cái khái niệm nền tảng với bất phương trình, nên chúng ta không có trả lời được những câu hỏi này. Chúng ta phải hiểu cái lý thuyết của nó thì chúng ta mới trả lời được là yes or no. Chúng ta thấy không thì nó phải dấu bằng, thì bây giờ chúng ta lấy trên hay dưới nó đều dấu bằng cả, nên chúng ta không có dùng không được. Bởi vì tại sao? Bởi vì 0,0 này ấy, là nó thế vào nó thỏa mãn là nằm trên đường thẳng thì không test được. Chúng ta test miền là chúng ta phải lấy điểm nằm bên ngoài đường thẳng nha các bạn. Nếu mà người ta cho chúng ta một cái đường thẳng khác, ví dụ như người ta cho chúng ta cái đường thẳng màu xanh này này, đúng không? Thì chúng ta có thể dùng 0,0 để chúng ta test được. Nó không có đi qua góc tọa độ, chúng ta dùng 0,0 test được. Nhưng mà nó đi qua đường thẳng, nó nằm trên cái đường thẳng luôn, sao bé. Nên nếu một cái phương trình mà nó không đi qua 0,0 đấy, thì chúng ta sẽ biết được là nó nằm trên 0 hay nằm dưới 0. Thì chúng ta biết được cái miền của nó. Bài số 15. Thầy mời một bạn. Bạn nào tình nguyện bài số 15 cho thầy xem.
tìm cặp tọa độ nào mà nó là nghiệm của bất phương trần này, nhưng nó không là nghiệm của bất phương trần này. Để. Bạn nào? Rồi, mời bạn Bùi Nhật Minh cho thầy cách giải quyết của bài toán. À, bài này thì chỉ cần tìm một cặp x, y sao cho y bằng x cộng 5. Ủa sao thầy nghe không rõ nhỉ? Đợi thầy chút để thầy kiểm tra lại cái audio của thầy xem. Rồi, thử nói lại giúp thầy xem. À, thầy nghe được chưa? Rồi, nghe được rồi. À, thì bài này chỉ cần tìm một cặp x, y sao cho y bằng x cộng 5. Ừ. Tại sao mình lựa chọn như vậy? À, bởi vì hai cái bất phương trình này nó đều có là y bé hơn x cộng 5, nhưng mà cái bất phương trình đầu tiên lại có thêm cả cái dấu bằng nữa. Ừ. Nếu chúng ta vẽ đồ thị ra nào, thì giả sử như chúng ta có cái đồ thị, cái đường thẳng của nó là cái đường như vậy chẳng hạn, đúng không? Hay giả sử như là cái đường thẳng nó là màu xanh này, nó chính là y bằng x cộng 5. Vậy thì cái nghiệm của cái bất phương trình số 1 thì nó sẽ lấy là bao gồm từ đường thẳng trở xuống. Thấy các bạn? Thầy lỡ tay xóa rồi. Thầy nối nó lại. Thầy nhắc lại. Y nhỏ hơn bằng x cộng 5 tức nghĩa là chúng ta lấy nó nằm dưới nha. Từ cái đường thẳng này nằm dưới, chúng ta thử cái điểm 0,0 chẳng hạn. 0 bé hơn 0 cộng 5 tức là đúng. Vậy thì cái test boy này của chúng ta đúng không? Vậy thì cái miền nghiệm của chúng ta là xảy ra dấu bằng. Nên chúng ta phải lấy từ cái đường thẳng màu xanh này, chúng ta lấy đi xuống. Tức là bất cứ điểm nào nằm trong cái miền này đều đúng. Còn đối với bất phương trình số 2 thì chúng ta sẽ lấy từ đâu? Chúng ta chỉ được phép lấy nằm trên đường thẳng trở xuống thôi, đúng không? Trên đường thẳng trở xuống. Nên bây giờ nó thỏa mãn được cái trên mà không thỏa mãn được cái dưới. Thì theo như bạn nhận xét là chính là những điểm nằm trên đường màu xanh. Đúng không? Những điểm nằm trên đường màu xanh. Vậy thì chúng ta sẽ có cái là những điểm nào nằm trên đường màu xanh thỏa mãn là y bằng x cộng 5. Thì những điểm nào nằm trên đường thẳng màu xanh thì nó có phương trình là y bằng x cộng 5. Thì những cái điểm đó là nghiệm của cái số 1 nhưng không là nghiệm của cái số 2. Rồi, ý tưởng của bạn Bùi Nhật Minh là đúng. Rồi, bạn nào nắm được cái bài này, giơ tay thầy xem. Vận dụng cái miền nghiệm đó các bạn. Chúng ta phải hiểu cái solution đây là miền nghiệm của cái bất phương trình này. Cái bất phương trình này nó có cái miền nghiệm. Mà chúng ta học về nghiệm của bất phương trình rồi thì chúng ta phải xác định được là từ cái đường thẳng này trở xuống. Còn cái số 2 là chỉ trên đường thẳng thôi. Không? Miễn là nó phải trên đường thẳng. Vậy thì nghiệm ở trên mà không phải là dưới, tức nghĩa là không được lấy dưới đó các bạn. Ý nghĩa của cái phương trình số 2 là gì? Là chúng ta không được phép lấy những điểm nằm ở bên dưới cái đường thẳng này. Vậy thì chỉ lấy được nằm trên đường thẳng mà thôi. Vậy thì đây chính là cái miền nghiệm. Vậy thì nếu chúng ta kết luận là gì? Bất cứ điểm M có tọa độ x, y nào, nó chỉ cần thỏa mãn là thuộc cái đồ thị của phương trình đường thẳng D, đúng không? Thì nó sẽ thỏa mãn là miền nghiệm của cái bài toán này. Trọng Tín, Anh Kiệt, Kim Bảo, Minh Khoa, Phục chưa đến phản hồi.
Minh Khoa Phúc Thịnh. Rồi thì xóa bài này. Bài số 32, thầy mời bạn Phúc Thịnh cho ý kiến. Phúc Thịnh đâu? Dạ, hôm nay. Tại một cái hội chợ thì người ta nói mua bao nhiêu vé đây? Dạ, mua 20 vé. Mua 20 vé có thể sử dụng cho cái Carnival Ride và cái Attraction. Cái hoạt động khác. Tức là vô trong này chúng ta sẽ có những cái hoạt động trò chơi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ người ta cho biết là một vài cái ride này thì nó sử dụng là bao nhiêu vé? Một vé. Dạ là sử dụng là một vé. Còn cái khác thì đúng hai vé. Hai vé. Rồi. Yêu cầu viết bất phương trình mô tả cái số khả năng của cái one ticket ride và two ticket ride. Vậy thì chúng ta chia làm hai loại trò chơi. Trò chơi sẽ sử dụng một vé và sử dụng trò chơi sử dụng hai vé. Bây giờ mô tả sao? Là thì 1x cộng 2x sẽ bằng 1x cộng 2y sẽ bằng 20 vé. Chúng ta xem cái số lượng trò chơi one ticket chúng ta gọi nó là một ticket nó gọi là x. Còn two ticket là gì? Ticket gọi là y. Là y. Vậy thì nếu chúng ta chơi x trò một ticket thì chúng ta lấy 1 nhân x. Và 1 nhân x cộng cho 2 nhân y thì nó sẽ bằng 20 là số vé mình có. Một x cộng 2y thế nào tiếp? Lớn hơn hoặc bằng hay là bé hơn hoặc bằng? Dạ bé hơn hoặc bằng 20. Đúng rồi. Chúng ta chỉ có tối đa là 20 cái ticket này để chúng ta sử dụng thôi. Thì nó phải bé hơn hoặc bằng 20 chỗ này. Vậy thì chúng ta viết lại, chúng ta có cái bất phương trình là x cộng 2y bé hơn hoặc bằng 20. Chúng ta có bất phương trình này. Chúng ta ghi chú cái bất phương trình của bài toán này ra đây. Đấy, yêu cầu viết bất phương trình chính là nó. Đơn giản thế thôi. Bây giờ chúng ta vẽ nó. Giờ thầy sẽ giúp cho các bạn vẽ. Để vẽ bất phương trình này chúng ta phải vẽ đường thẳng trước. X bằng 0 thì y bằng mấy? Phần. X bằng 0 thì y bằng mấy? Dạ, x bằng 0 thì y sẽ bằng 10. Rồi, chúng ta chấm điểm ở đây. Thầy chấm nó ở đây. 10 nằm đây chẳng hạn. Bây giờ điểm x bằng 0 thì bằng 10, điểm nằm đây. Rồi, chúng ta cho y bằng 0 thì x bằng mấy? Dạ, nếu mà y bằng 0 thì x bằng 20. Rồi, chúng ta chấm điểm x 20 chỗ này. Vậy thì chúng ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm này. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái miền nghiệm nó là ở trên hay ở dưới. Bé hơn bằng này lấy trên hay dưới? Dạ lấy dưới. Chúng ta lấy dưới nhé. Rồi các bạn sửa vào, chúng ta lấy ở dưới. Nếu thầy vẽ là theo thầy chấm cho này này, thầy đồ mũi tên xuống, đi xuống hướng dưới. Tức là chúng ta hiểu là lấy từ cái đường thẳng này đi xuống dưới. Chúng ta test boy nó lại thông qua điểm 0,0. Thì chúng ta thế mà nó có đúng không? Chúng ta thế còn 0 còn 0 vô mất phương trình chúng ta đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng. Vậy thì cái miền nghiệm chúng ta xác định là đúng rồi đó. Rồi yêu cầu viết 3 khả năng kết hợp của hai cái này để nó thỏa mãn. Thì chúng ta lấy những điểm nào? Dạ thì mình lấy cái điểm thì mình sẽ lấy cái điểm zero trước. Rồi, zero với mấy nữa? Zero với mấy? Zero đúng không? Rồi dạ, điểm thứ hai dạ, là gì? Lấy điểm thứ hai đi nhanh lên.
thầy lấy cái điểm ở đây chẳng hạn thì nó là mấy? X bằng 1. Y bằng mấy thì thỏa mãn? Dạ ok thầy, x bằng 4 thì y sẽ bằng 8. Không, chúng ta lấy bất cứ điểm nào nó nằm trong cái miền này là được rồi. Đúng không? Dạ. Dạ. X bằng 4, ví dụ 4 này lấy ở đây. Nếu mà x bằng 4 này, giả sử ở đây là 4, y bằng 8 thì loạn quạng coi chừng nó nằm trên này nha. Nha, chưa chắc nha. Nếu mà chúng ta lấy hồi đó là nó lên đây là sai đấy. Giờ thầy thử 48 này. Dạ. Nói 48 là coi chừng sai đấy. Giờ x bằng 4, thầy thế vào là 4 cộng cho 2 nhân cho mấy? Nhân cho 8. Thì là 16 cộng 4. 16 cộng 4 là 20. Thì nó vừa trùng với thế này. Đó. May mà nó vừa trùng đấy. Đấy. Nó vừa trùng. Chúng ta chỉ cần lấy những cái điểm nào nằm hẳn phía dưới này thôi. Thì cũng ok. Bao nhiêu nữa? X bằng 2 đấy. 2 x bằng 2 thì y sẽ bằng 9. Đâu có cần lấy nằm trên đường thẳng đâu. Nằm dưới cũng được mà. Dạ. 3 đi. Dạ ok thầy. 2 cộng cho 2 x 3 tức là bằng 8. Vậy là 8 bé hơn hoặc bằng 20. Vậy là cũng dạ, đúng. Được. Vậy thì chúng ta lấy 3 tọa độ này. Được chưa? Rồi các dạ. Bạn cho thầy. Dạ. Bạn nào sửa xong rồi cho tay lên. Bài số 33 thầy mời bạn Lê này. Đây thầy. Những bạn khác xong chưa giơ tay lên? Thấy sửa hơi lâu đó. Trong thời gian chờ thầy sẽ phân tích cái đề. Bây giờ bạn Lê quan sát cái đề này. Ở đây người ta nói đến cái widescreen format nó là cái gì đây? Cái này là cái gì? Widescreen màn hình rộng. Nó gọi là định dạng của màn hình. Định dạng của màn hình tức nghĩa là có thể nói tới cái kích thước của cái màn hình TV hoặc là nói đến độ phân giải của màn hình TV. Một trong hai. Chúng ta hiểu cái widescreen format là cái định dạng màn ảnh rộng cho cái bộ phim hay cho cái TV này thì nó là một trong những cái chiều cao hoặc là chiều rộng của cái ảnh thỏa mãn cái bất phương trình này. Bất phương trình này chúng ta thấy có điều gì không? Người ta cho chúng ta cái bất phương trình này. Giờ thầy xóa đi nhé. Thầy mô tả. Ý người ta nói là gì? Đây là cái màn hình. Theo tiêu chuẩn thì người ta gọi X là chiều cao, Y là chiều rộng. Nếu nó xảy ra dấu bằng nghĩa là sao? Nếu nó xảy ra dấu bằng chỗ này này là y bằng 4 phần 3 x thì nghĩa của nó là cái gì đây? Lê. Là y chia x là bằng mấy? Lê. Dạ đây thầy. Kích thước của x y nó có. Nó cho mình xảy ra dấu bằng này. Thì nếu chúng ta lập tỷ lệ y chia x thì nó bằng gì? Dạ, 4 phần 3. 3.
Cái này chính là cái tỷ lệ đó các bạn. Tỷ lệ giữa chiều nào? Chiều rộng và chiều cao đấy. Tỷ lệ giữa y và ớt này là tỷ lệ giữa chiều rộng chiều cao. Hay nó cách khác là nó là tỷ lệ 4:3. Tức là nếu tối thiểu chỗ này là 4 thì đây là 3. Cho tỷ lệ 4:3. Vậy thì nếu chúng ta vẽ ra một cái màn hình mà chúng ta thấy là một cạnh nó là 4 inch, cạnh kia là 3 inch. Vậy thì ý nó nói là gì? Là chúng ta sẽ mở rộng màn hình này theo đúng tỷ lệ này luôn. Theo đúng tỷ lệ này. Thì cái này nó gọi là x. Cái này gọi là tỷ lệ là y. Đó. Nếu chúng ta lấy cái nhỏ nhất ấy, thì nó là 3:4. X là 3 y bằng 4 theo cái tỷ lệ này. Vậy thì chúng ta thấy là y mà lớn hơn này, này thì ý nghĩa của nó là giống như là y chia x là lớn hơn tỷ lệ 4:3. Vậy thì chúng ta có thể phóng lớn nó ra thì kích thước màn hình làm sao nó lớn hơn theo cái tỷ lệ này là được. Tức là phần màu xanh chúng ta mở ra. À. Rồi bây giờ chúng ta, đấy là thầy đang giải thích về cái màn hình TV. Bây giờ chúng ta cần vẽ đồ thị của bất phương trình này. Thì chúng ta cứ vẽ đường thẳng nó ra đó. Giờ vẽ sao lên? Giờ thầy sẽ cho x bằng mấy, y bằng mấy? Là x bằng 3, y bằng 4 này. Đó, bây giờ thầy thử nhé. Ví dụ như thầy thay x bằng 3 vào đây. X bằng 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vậy thì cái điểm đầu tiên thầy chọn nó là 3:4, x bằng 3, y bằng 4. Rồi điểm thứ hai, điểm thứ hai đây, 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 đây. Xác định thêm một điểm nữa chúng ta vẽ được đường thẳng rồi. Điểm nào? Dạ là thêm một điểm nữa đi, điểm nào thỏa mãn? Là x bằng 6, y bằng 8. X bằng 6, y bằng 8 nằm tiếp trên này đúng không? Nhưng mà chúng ta có một cái nhận xét là đối với đường thẳng y bằng mx thì luôn luôn đi qua gốc tọa độ 0. Nên chúng ta chỉ cần nối với cái tọa độ 0 thôi. Tức là chúng ta chọn tọa độ 0,0 đấy. Chúng ta nối nó lại. Thì chúng ta cũng đã được đường thẳng ấy rồi. Nhớ chưa Lê? Nhớ chưa? Đây. Rồi bây giờ chỗ này là y lớn hơn thì chúng ta lấy trên hay dưới? Đây. Để lấy trên này. À, y nó lớn hơn và chúng ta phải lấy trên. Và có lấy luôn cái đường thẳng không? Để có này. Có, nó có dấu bằng đâu mà có. Có dấu bằng không? Không. À, nó không có dấu bằng thì tại sao chúng ta lấy luôn cả đường thẳng? Chúng ta lấy trên đường thẳng thôi. Nhớ nha. Nhớ chưa Lê? Rồi, lấy trên đường thẳng thôi. Chúng ta phải nắm vững chỗ này. Vậy thì nếu chúng ta biểu diễn thì chúng ta biểu diễn cái gạt. Đó. Lấy cái phần nằm trên. Rồi bây giờ sang câu B. Giả sử chiều cao của màn hình rộng là 18 inch thì mô tả chiều rộng có thể là như thế nào? Chiều cao là 18 inch rồi. Thì chúng ta thế vào. Chúng ta có chiều cao là 18, tức nghĩa là x bằng mấy? 18. Rồi. Thì chúng ta sẽ thỏa mãn được cái y chúng ta thế vào đây. Là y nó sẽ phải như thế nào? Lớn mấy? Để lớn hơn 4/3. Nhân cho mấy? Nhân cho 18.
nhân 18. Vậy thì chúng ta xác định được y nó sẽ phải là lớn hơn mấy? Lớn hơn 18. Ừ, sao được? Cái vậy? À, 4 dạ. 18 là nhiêu? 18 đơn giản cho 3, còn 6, 4 nhân 6 thì là nhiêu đây? Là 72. À đâu? Đúng rồi, 72. 18 sau 72. Thầy lấy 18 đơn giản với 3 thì nó còn lại 6 thôi đúng không? Còn 6 ở trên này. Con đây tính là cái nhân xong rồi là 72 chia 3. Để ra 24. Rồi, vậy là chúng ta xác định được á, là nếu chúng ta dùng cái chiều cao là 18. Rồi, chúng ta lấy x bằng 18 như này nè. Chúng ta kéo dài ra, giả sử nó 18 nằm đây này, đúng không? X bằng 18 rồi. Bây giờ chúng ta kéo một cái đường thẳng. Rồi. Thì chúng ta kéo dài cái này ra, kéo dài đường thẳng ở đây. Vậy thì tất cả những giá trị y là chúng ta chỉ lấy được, tức là cái miền trên cái đường màu xanh ấy, thì có phải là chúng ta chỉ lấy được những cái miền giá trị nằm trên này không? Được chưa? Nằm trên này thôi. Vậy thì những điểm mà nó thỏa mãn nằm trên đường thẳng màu xanh lá mà nó phải trên được luôn cả cái thằng màu xanh dương nữa, thì có phải thầy vừa mới đồ ở trên này này à, thì nó mới thỏa mãn. Vậy thì cuối cùng chúng ta kết luận là chúng ta kết hợp hai này lại thì chúng ta được là tất cả những điểm nào là x nằm trên đường thẳng màu xanh lá là 18, x bằng 18, và y nó phải lớn hơn 24. Vậy thì chúng ta thấy cái dấu mốc của mình này, điểm giao đây này, chiếu xuống. Thì chúng ta thấy là nó giao với cái đường thẳng đứng này, này là nó bằng 24 đấy các bạn. Đây, thầy xóa đi, thầy ghi chỗ này. 24 nằm đây nhá. Đó. Vậy thì nó vừa nằm trên x bằng 18 là đường thẳng màu xanh, vừa phải lấy những giá trị y lớn hơn 54, tức là nằm trên này, đó, nằm trên nhá. Vừa thuộc đường thẳng màu xanh lá, nhưng mà nó cũng phải nằm trên đường thẳng màu xanh dương. Vậy chúng ta kết luận là cái điểm của chúng ta đây này. Và trên đồ thị nó phải là nằm cái phần trên. Thầy khoan cho các bạn nhá, nằm trên này này. Từ cái điểm giao này trở đi nhá. Rồi, bạn nào nắm được bài này cho tay thầy xem. Cái này rất khó nên thầy sẽ phải đi từ từ cho các bạn cực kỳ phải hiểu này. Sang bất phương trình bắt đầu nó phức tạp dần nên thầy cố gắng để đi từ từ để cho các bạn hiểu vấn đề của nó. Rất tiếc là một số bạn nghỉ học. Mới 11 bạn giơ tay thôi. Bạn nào sửa xong thì phản hồi. Bây giờ thầy tạm thời giữ bạn đang chơi 5 phút nhé. Sau đó chúng ta học lại. Phúc Thịnh đâu rồi? Không có Phúc Thịnh thì thầy mời bạn Kim Bảo. Xét dấu bằng. Dạ. Y bằng mấy? Bằng 5. Thì cái phương trình đường thẳng là y bằng trừ x cộng mấy? Cộng 5. Rồi. Bây giờ làm sao chúng ta vẽ được phương trình đường thẳng này, đồ thị của nó? Vẽ sao? Là
X bằng mấy? Dạ x bằng 0. Thì y bằng mấy? Dạ thì y là bằng 5. 5. Còn y bằng 0 thì x bằng mấy? Dạ y bằng 0 thì x là bằng a bằng 5. Bằng 5. Giờ chúng ta chấm hai tọa độ này. X0 y5. X0 y5 sẽ nằm trên này. X0 y5. Còn x5 y0 nằm đây chẳng hạn. Vậy là chúng ta cũng đồ được một cái đường màu cam. Vậy thì chúng ta lấy bé hơn một mảnh. Vậy chúng ta lấy dưới hay là trên? Dạ là lấy bé hơn thì lấy dưới. Rồi lấy dưới. Chúng ta lấy từ dưới, từ dấu chấm này luôn, lấy ở dưới. Vậy thì chúng ta có xác định được cái miền nghiệm ở dưới là nó bị nằm trong mặt phẳng số 1 không? Có không? Dạ có. Đó. Vậy là trong cái phần tam giác màu cam này này thì những điểm này là nó nằm trong nghiệm, nằm trong mặt phẳng số 1 rồi. Vậy thì câu H này chúng ta lấy được không? Dạ không. Rồi chúng ta bỏ câu H này. Vậy là bây giờ khả năng chúng ta chỉ còn câu Y nữa thôi đúng không? Đó, chúng ta xếp từng cái một. Rồi sau đó thầy xóa cái dưới đi. Thầy vẽ lại của mặt phẳng này. Bây giờ thầy xét cái phương trình đường thẳng này. Đọc tiếp thầy xem. Trừ 3x trừ y lớn hơn 6. Thì bây giờ chúng ta có phương trình đường thẳng của nó là trừ 3x trừ y bằng 6 đi. Chúng ta xét phương trình này. Bây giờ chúng ta vẽ nó ra. X, y. Rồi bảo đọc tiếp. Dạ. X là bằng 0. Y bằng mấy? Dạ. Y là bằng 56. 56. Còn y bằng 0? Dạ. Y bằng 0 thì là x bằng 2. 2. Rồi chúng ta chấm tọa độ nhé. X bằng 0 thì y bằng âm 6. Nằm đây. Trừ 6 này. Rồi x bằng trừ 2. Trừ 2. Y bằng 0. Nằm đây. Chúng ta nối lại cái này. Rồi chúng ta lấy ở trên hay ở dưới? Cứ bảo lấy ở trên hay ở dưới? Ở dưới lớn hơn mà à, ở trên, ở trên cái này phải dấu lớn hơn, bạn cứ bảo chọn là lấy trên đúng không? Đúng hay sai? Yeah. Đúng hay sai? Nếu nói lấy trên, bây giờ chúng ta test lại, chúng ta lấy điểm 0 0, chúng ta test coi nó đúng hay không. Nếu nói lấy ở trên, thử điểm 0 0, thế thế vào 0 trừ 0 lớn 6, đúng hay sai? 0 trừ 0 lớn hơn 6. Dạ, đúng, đúng hay sai? Đúng hay sai? À, không, 0 trừ 0 lớn hơn 6 là sai. Sai. Vậy thì cái miền màu vàng chúng ta lấy ở trên là sai. Chúng ta lấy ở trên, chúng ta thử một nghiệm 0 0 thôi, chúng ta thấy là thấy sai. Tức nghĩa là cái miền của chúng ta lấy sai. Tại sao cái đường thẳng này, đúng không? Đường thẳng màu xanh này nó xảy ra dấu lớn hơn là chúng ta lấy trên lại bị sai. Bạn nào giải thích cho thầy? Cái bảo giải thích được không? Đây, mời một bạn nào giúp bạn Kim Bảo giải thích coi là tại sao nó lớn hơn là lấy ở trên là tại sao nó bị sai. Mời bạn Cao Minh giải thích xem. Dạ, do y là âm thầy. Y là dấu trừ, chúng ta không ấy được. Chúng ta phải đổi nó lại là thành dấu gì?
dấu cộng bằng cách là chúng ta nhân dấu trừ và hai vế để chúng ta biết được cái hệ số đằng trước y nó phải là dấu cộng, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sửa nó lại thì chúng ta nhân dấu trừ, trừ 3x nhân trừ 1 tức nghĩa là 3x, trừ y nhân trừ 1 nó là cộng là y, và 6 chúng ta nhân trừ là trừ 6. Vậy thì khi chúng ta nhân cho cái số âm thì bất phương trình đổi chiều, cái này chúng ta học rồi, thì nó phải là bé hơn. Đó. Thì cái bất phương trình của đề bài người ta cho chúng ta phải đổi lại thì chúng ta mới thấy được là nó ra cái dạng của chúng ta trước y của chúng ta là dương, thì chúng ta mới thấy là lấy bé hơn hoặc bằng, tức là chúng ta lấy phần dưới bé hơn bằng. Nắm được chưa Kim Bảo? Dạ rồi. Rồi chúng ta nhớ cái đó nha. Chúng ta phải nhớ cái dấu trừ hay là dấu cộng nằm đằng trước cái y á, chúng ta mới kết luận được. Lúc nãy từ nãy giờ chúng ta luôn luôn xuất hiện là đằng trước y nó là dấu dương, còn này là dấu âm. Chúng ta làm vậy là bị sai nguyên tắc. Vậy chúng ta kết luận lại là chúng ta phải lấy ở dưới bằng cách chúng ta lấy một cái nghiệm nào đó chúng ta thử. Rồi. Rồi bây giờ bạn Kim Bảo cho thầy biết là chúng ta lấy miền ở dưới thì có điểm nào nó thuộc cái mặt phẳng một này không? Không. Vậy thì chúng ta chọn cái câu nào là câu trả lời đấy? Câu y đúng không? Rồi các bạn sửa vào. Dạ câu y. Rồi bạn nào nắm và sửa xong vô tay cho thầy bài này. Chúng ta phải hiểu được cái khái niệm. Ở đây nó hỏi là bất phương trình nào không có nghiệm nằm trong này. Vậy thì mấy thằng kia chúng ta lấy cái miền nghiệm ở trong cái vùng tam giác đó là nó đã nằm trong cái mặt phẳng số 1 đó ấy. Vậy là sai. Ý của câu này là không có nghiệm nào mà nằm trong mặt phẳng này. Vậy thì chúng ta nhìn vào trong cái thầy tô màu xanh thì bất cứ điểm nào nằm trong phần màu xanh này đều không phải là nghiệm nằm trong mặt phẳng số 1. Hoàn toàn không bị trùng gì hết. Sau này các bạn sẽ học cách nhanh hơn là chúng ta so sánh với cái đường thẳng song song mà đi qua góc tọa độ. Đó. Tức nghĩa là chúng ta xét cái đường thẳng mà song song đi qua góc tọa độ thì chúng ta xem coi là cái miền nghiệm của nó nằm trên hay nằm dưới so với thằng này. Nếu nó nằm trên cái đường màu đỏ, cái đường thẳng song song ấy mà nằm trên đường màu đỏ thì nó phạm phải cái yêu cầu này. Còn nằm dưới đường màu đỏ thì chúng ta sẽ thấy là không phạm được, không phạm phải. Nếu chúng ta nhận xét so với đường thẳng song song, chỉ cần cái đường thẳng song song mà nó nằm trên này thôi là chúng ta thấy là nó bị giao nhau cái này liền. Nên nó nằm dưới cái đường thẳng song song là ok. Thì không bao giờ nó thuộc cái này. Đấy thì chúng ta suy luận ra được, chúng ta sẽ nhận xét được. Thì chúng ta phải làm bài. Quá trình chúng ta làm bài, chúng ta phải tư duy và rút ra các nhận xét. Thì chúng ta học, chúng ta sẽ rất hiệu quả. Và sau này chúng ta gặp bất cứ một đề thi nào người ta hỏi lạ lẫm, chúng ta cũng đều tư duy được. Cái đó gọi là cách học là học 1 biết 10 đấy. Còn các bạn nào học mà không có nhận xét, không có suy nghĩ nhận xét gì cả, thì chúng ta học bài nào chúng ta chỉ biết bài đó thôi. Chúng ta không có giỏi được. Nên những cái người ta học giỏi toán là người ta dành thì giờ cho cái việc suy nghĩ, đồng thời có những cái nhận xét. Có những nhận xét thì chúng ta sẽ mau giỏi. Chúng ta học ít mà chúng ta giỏi. Còn cái người học mà chỉ biết giải bài mà không có dành thì giờ cho những cái việc nhận xét trong toán học đấy, thì chúng ta phải học rất nhiều bài thì mới đối phó được với kỳ thi. Bởi vì nó ra lại cái chúng ta không biết nghĩ liền.
Nên thầy yêu cầu là các bạn không được phép làm bài cận với giờ học. Các bạn làm cận giờ học, các bạn sẽ làm dối, làm cho xong, làm để đối phó thì không bao giờ tiến bộ được. Rồi bạn nào sửa xong bài này giơ tay lại xem. Để thấy những người giỏi là những người là không phải gì quá cao siêu. Chúng ta chỉ cần học nghiêm túc, làm việc đúng nguyên tắc và dành thì giờ cho thực sự cái việc mình suy nghĩ là mình sẽ giỏi. Không phải những người đã có năng khiếu toán hay năng khiếu gì ở đây. Chỉ cần học nghiêm túc thôi và dành thì giờ cho cái việc suy nghĩ là chúng ta sẽ giỏi. Bạn Thiên Phong, thầy chưa thấy phản hồi này. Rồi, còn bài số 17. Thầy mời bạn Cao Minh. Cái bảng này cho chúng ta biết cái số lượng TV bán được trong mỗi tháng. Đúng không? Số lượng này, tháng 1, tháng 2 bán được theo số lượng. Yêu cầu tạo ra một cái scatter plot của cái dữ liệu này. Rồi vẽ cái đường thẳng mà nó best fit the data point. Vậy thì cái này thầy có thể giúp các bạn vẽ ra nhé. Vậy thì các bạn biểu diễn nó trên cái đồ thị. Các bạn thử xem là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5. Thì tháng 1 chúng ta có 360. Vậy thì thầy có thể chia mỗi vật này này. Thì xem mỗi vật này nó là 100, 200, 300, 400. Hoặc cũng có thể thầy chia như vậy. Từ đây đến đây thầy vẽ rất chắc chỗ này này. Thầy xem nó là 300 đi. Điểm khởi đầu là 300. Thầy lấy cái đoạn này, thầy lấy nó là 400. Bây giờ thầy sẽ chia mỗi một cái đoạn nhỏ của nó ra. Mỗi đoạn nhỏ của nó ra là bằng 20, vậy thì chia 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là 300, 320. 340, 360, 380 và đây là 400. Đó, thầy vẽ nó đây. Thì thầy sẽ được cái dữ liệu của mình là tháng thứ nhất là 360 nằm đây. Thầy chấm cái dữ liệu của thầy. Tháng 1 là 360. Tháng 2 là 375, xấp xỉ nằm trên. Xấp xỉ. Tháng 3 là 380 nằm đây. Tháng 4 là 389 nằm đây. Tháng 5 nó sẽ nằm ở đây. Rồi. Thầy nhầm nhé, đợi thầy chút. 1 nằm đây này. Tháng 3 là nằm đây. Tháng 4 là 389, xấp xỉ nằm đây. Tháng 5 là 300 lẻ mấy nằm đây. Đó. Bây giờ thầy sẽ đã có cái scatter plot rồi. Xóa này đi. Rồi. Vậy thì cái scatter plot của mình là mình sẽ xấp xỉ, nó sẽ nằm ở giữa cái khoảng dữ liệu này. Sắp xỉ nằm đây. Đó. Vậy thì chúng ta có cái sắp xỉ của đường đó. Vậy là chúng ta vẽ được cái best fit. Đấy là cái cách mà chúng ta vẽ cái đường thẳng. Nó sắp xỉ nằm ở giữa những cái điểm này. Nó gọi là scatter plot. Tại vì trong thực tế dữ liệu là nó có lên xuống. Tức nghĩa là nó sẽ nằm xoay quanh cái đường thẳng. Vậy thì chúng ta sẽ
chọn một cái đường thẳng nằm giữa giữa trên xuống của những cái đó. Đó, ok. Yêu cầu viết phương trình đường thẳng mà chúng ta có cái slope của nó đi qua cái này. Giờ làm sao tìm nó? Minh, cậu Minh. Dạ, ban đầu tìm cái slope. Giờ tìm cái slope tìm sao? Dạ. Chúng ta lấy hai điểm đầu cuối này này. Đúng không? Chúng ta sắp xỉ. Vậy chúng ta cho coi như đi qua điểm A, điểm B này đi. Thì chúng ta tính cái slope nó như thế nào? Tính ra 402 trừ 360 chia cho 5 trừ 1 là 402 trừ 360 chia cho 5 trừ 1. Rồi. Vậy là nó ra khoảng nhiêu đây? Dạ 10.5. 42 chia 4. 42 chia 4. Chúng ta đơn giản cho 2 thì nó còn lại là 21/2. Thì nó khoảng là 10.5 nhé. 10.5. Rồi. Vậy là chúng ta viết ra được cái slope. Chúng ta có được cái slope rồi. Giờ làm sao viết được phương trình đường thẳng đấy, Minh? Dạ là viết dưới dạng y bằng mx cộng b. Rồi. Chúng ta đã có được là y bằng mx. M đây là 10.5. À, đúng rồi, 10.5 x cộng cho b. Giờ chúng ta tìm b bằng cách nào? B. B bằng cách nào? Nó có đi qua cái điểm này không? Dạ có. Vậy chúng ta thế vào. Y là 360 bằng 10.5 nhân cho 1 cộng cho b. Vậy thì chúng ta xác định được b bằng mấy? B bằng mấy? Dạ b bằng 360 trừ cho 10.5 là ra nhiêu? Là bằng 340.5. Okay, 349 chứ? Dạ, không nhầm. Chấm mấy? Chấm 5. Rồi, chúng ta xác định được B. Xác định được B rồi. Chúng ta thế B vào trong này. Thì chúng ta sẽ viết được cái phương trình của nó. Vậy thì khi chúng ta biết được cái phương trình của nó rồi, thì bây giờ chúng ta có thể tiên đoán được không? Là bán vào tháng thứ 7 thì là bao nhiêu? Bán dạ. Tiên đoán không? Là thế 7 vô x là ra. Đúng rồi. Chúng ta thế x bằng 7 vào. X bằng 7. Thì chúng ta sẽ tìm được cái F7. Đúng không? F7 bằng mấy? Đọc đi. 10.5 nhân mấy? Nhân 7. Nhân 7 cộng cho bao nhiêu? 349.5. Đúng rồi, 349.5. Vậy chúng ta xác định là F bằng mấy đây? Dạ bằng 75 nhân 10 là 70. Còn 7 nhân 5 là 35. Phải cái nữa tức là 3.5. Vậy thì chúng ta ra được là 73.5 đúng không? 73.5 cộng cho 349.5. Chúng ta cộng hai số liệu này lại. Mình thấy ra bằng nhiêu? Dạ, 422. À, 3 chứ? 3 cộng 9 là 12, nhớ 1 là 13, nhớ 1. 7 cộng 4 là 11, nhớ 1 nữa là bao nhiêu? 12 x 2 x 1, đây là 4. Vậy thì số lượng chúng ta sẽ bán được là 423. Được chưa? 423. Còn nếu chúng ta ước lượng
theo cách này chúng ta cũng sẽ thấy được này, là cứ một tháng là nó tăng bao nhiêu đây Minh? Cái slope này cho chúng ta biết là một tháng nó tăng bao nhiêu? 10.5. 10.5 cái. Tháng thứ 7 là tăng mất mấy tháng? Tăng mấy? 7 tháng. Không. Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7, tức là tăng 2 tháng. 2 tháng mà chúng ta nhân cho 10.5, tức là khoảng bao nhiêu? Là 21 đúng không? Dạ. Yeah. À, là 21. Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đối chiếu với trên này này, từ tháng thứ 5 lên tháng thứ 7, chúng ta thấy là tăng 2 tháng, thì cái dữ liệu của chúng ta chỗ này chúng ta cũng sẽ phải tăng bao nhiêu? Một tháng là tăng 10.5, 2 tháng là tăng 21. Vậy thì chúng ta lấy 402 này này, chúng ta cộng cho 21 thì nó sẽ ra là 423. Có giống chỗ này không Minh? Để giống. Minh? Dạ có. Ừ. Chúng ta lấy cái tháng thứ 5 là có dữ liệu là 402. Mà từ tháng 5 mà lên tháng thứ 7, tức là tăng 2 tháng này, thì giá trị của nó phải tăng tương ứng là 21. Bởi vì 1 tháng là nó tăng 10.5, 2 tháng là chúng ta phải nhân đôi lên thì nó chính là 21. Vậy là 402 cộng cho 402 này, cộng cho 21 này, thì chúng ta cũng ra được là 423. Thì giá trị này nó cũng giống như 423 này. Rồi bạn nào hiểu bài số 17 của bạn Cao Minh giơ tay thì sao? Chúng ta phải hiểu theo nhiều cách khác nhau nhé, chứ không phải là chúng ta chỉ thế chúng ta đi tìm phương trình đâu. Chúng ta phải thực sự hiểu nó, chứ không phải chúng ta lệ thuộc vào cái việc viết phương trình là thế máy móc để đi tìm nó ra. Mà thầy luôn luôn chỉ dẫn cho các bạn để các bạn hiểu bản chất vấn đề của nó. Thì chúng ta dùng cách này hay cách kia thì nó cùng là một cái bản chất, là nói đến cái sự tăng của ít bao nhiêu thì tương ứng tăng với là bao nhiêu. Mà khi chúng ta học về cái slope, nó đã cho chúng ta biết là một tháng là tăng 10.5. Vậy thì 2 tháng thì nó sẽ tăng là nhân 2. Đúng không? Từ đây đến đây mà chúng ta tăng 2 tháng là chúng ta lấy cái slope nhân 2. Từ 2 mà lên 5 ấy, chúng ta coi này, từ 2 lên 5 chúng ta thấy là nó tăng 3 tháng. Thì chúng ta kiểm tra lại dữ liệu của chúng ta xem sao. Từ 2 mà tăng lên 5, tức là tăng 3 tháng. Mỗi tháng là 10.5. Vậy thì tăng 3 tháng, vậy thì nó phải là 31.5. 3 tháng. Vậy thì chúng ta kiểm tra 375 này. Chúng ta cộng thêm 375. Chúng ta cộng thêm cái giá trị tăng của nó tương ứng 3 tháng ấy, là 31.5. Bạn tính rồi. Thì các bạn sẽ thấy là gì? 5 cộng 1 là 6, 3 cộng 7 là 10, viết 0 nhớ 1, 3 thêm 1 nó là 4. Vậy là 406.5, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là chỗ này của chúng ta là khoảng 400 lẻ mấy. Vậy thì chỗ này nó có sự sai số nha các bạn, đúng không? Sai số, nhưng mà nó chỉ nằm trên nằm dưới không sao cả, nó sấp xỉ. 402 với 406 nó lật nhau một chút xíu. Đây thầy, mời thầy xóa nha. Sau khi các bạn đã sửa xong rồi thầy xóa. Rồi, một số bài ở dưới. Bên trước khi thầy sửa tiếp cái bài ở dưới đấy, thì thầy hướng dẫn cho các bạn bài tập, thầy sẽ dặn về nhà cho các bạn. Thầy hướng dẫn bài tập về nhà lớp 9A ngày mùng 5, ngày 12, tức là tuần sau. Rồi các bạn nhìn lên thì các bạn sẽ thấy
là tuần sau thì chúng ta chỉ là thực hành về những cái bài problem solving thôi nhá. Thì ở phần trên thì các bạn coi cái problem solving thì các bạn về nhà làm. Còn cái phần dưới là biến đổi về các đa thức. Thì cái đa thức, cái polynomials này là nói về các đa thức. Thì nó bao gồm các đơn thức. Đơn thức là gì? Khi nào chúng ta có một cái hệ số A mà chúng ta nhân cho một cái x mà nó là cái lũy thừa k bất kỳ, thì chúng ta xem cái này nó gọi là một đơn thức. Vậy thì nếu chúng ta cộng rất nhiều đơn thức như vậy lại thì chúng ta gọi nó là một đa thức. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái phương trình này này, nhìn cái biểu thức này này, thì chúng ta sẽ thấy là gì? 4x mũ 3 là một đơn thức, cộng trừ thêm cái này nữa là đơn thức nữa, thì nó tạo thành nhiều cái gọi là đa thức. Vậy thì trong cái đa thức mà cái bậc cao nhất, tức là lũy thừa của x ấy, thì chúng ta thấy cao nhất là bằng 3, thì nó gọi là đa thức bậc 3. Còn cái này mũ 2 cao nhất gọi là đa thức bậc 2. Cái này là đa thức bậc 3. Vậy thì chúng ta sẽ học về vấn đề tách các số. Thì cái này ở trên trường các bạn làm rất nhiều và rành rồi nha. Nên cái này cũng là để giúp cho các bạn ôn thôi. Thì các bạn về nhà làm để các bạn luyện tập cho thầy. À, thầy dặn dò cái chỗ này. Và thầy gửi trước trong cái này luôn để cho các bạn biết. Thầy cũng có gửi ở trong trong cái lớp chat room, trong cái classroom đấy. Đó, thầy gửi đây cho các bạn. Rồi. Vậy thì cái này thầy để đây. Bây giờ thầy quay lại, thầy sẽ sửa tiếp cái bài của chúng ta. Sửa tới đâu rồi? Rồi, bài số 1. Thầy mời một bạn. Kim Bảo. Yeah. Domain liên quan tới bốn cái này. Thì chúng ta thấy trong một hàm số cái domain nó là cái gì? Như chúng ta nói tới một cái hàm F. Hàm số thì chúng ta nói tới cái range. Đúng không? Và cái domain. Thì theo như bài học trước, cái domain nó là cái gì? Là cái ấy. Là sao là domain đây nó gọi là miền xác định, đúng chưa? Vậy thì nó là những cái giá trị x, những cái giá trị x và những giá trị input ấy. Còn cái range ở đây là những giá trị y nó tạo ra được. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây, cái domain của nó là những số mấy? Là những số 8, 6, 4, 2. 8, 6, 4 và 2. Vậy thì chọn câu nào đấy? Dạ, câu B. Câu B là câu trả lời. Nó chính là cái domain ở đây này. Rồi, bạn Thiên Phong cho thầy biết. Phương trình nào thì nó không phải là một hàm số. Gọi là not a function. Cái nào? F, có ý là F. Câu nào? F ạ. Câu F. Tại sao chọn câu F? Tiên Phong. Tại mình không có. Không có gì. Chúng ta học khái niệm về hàm số rồi. Chúng ta phải vẽ cái đồ thị nó ra. Chúng ta thấy là Y nó là output này. Thì chúng ta thấy là y của câu F là y bằng trừ x cộng 5. Nếu chúng ta vẽ ra đồ thị thì chúng ta sẽ thấy như sau. Cái đường thẳng y bằng trừ 5x, trừ x cộng 5 đấy, thì nó sẽ song song với đường thẳng y bằng trừ x. Mà y bằng trừ x thì chúng ta thấy nó còn gọi là tia phân z nằm trong cái mặt phẳng số 2 và số 4. Đây là phân z nằm đây. Vậy thì cái y bằng chữ x nó chính là đường này. Còn bây giờ nếu thầy cộng thêm cho 5, thầy dạy thêm các bạn nhé. Nếu chúng ta
cộng thêm cho 5, tức nghĩa là chúng ta dịch chuyển lên, đúng không? Đúng không các bạn? Vâng ạ. Chúng ta dịch chuyển lên thì chúng ta sẽ dịch chuyển cái đường thẳng này lên song song với nó, mà nó cắt cái đường thẳng y tại mấy? 5 đơn vị. Đó, chúng ta dịch chuyển lên nhé. Khi chúng ta cộng thêm giá trị b mà nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ thấy là nó dịch chuyển lên đó, đường thẳng song song. Vậy thì chúng ta xét cái đồ thị của cái câu F này chính là cái đường màu hồng. Vậy thì chúng ta xem có cái đường màu hồng có phải là hàm số hay không, thì như chúng ta học là chúng ta phải vẽ một cái đường thẳng vuông góc với trục OF màu vàng. Thì chúng ta xem coi cái điểm giao của nó, khi chúng ta dịch chuyển thì nó sinh ra được mấy cái điểm giao này. Mấy điểm giao? Phong? Mỗi một cái đường màu vàng với đường màu hồng thì sinh ra được mấy điểm giao? Một ạ. Một thôi. Một điểm giao tức nghĩa là chỉ có một giá trị y, nhớ chưa? Chúng ta định nghĩa khái niệm hàm số là gì? Là mỗi một giá trị x, đúng chưa? Mỗi một giá trị x chúng ta chỉ có duy nhất một giá trị y. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã học là đường màu vàng là mỗi một x đấy, là cái đường màu vàng này chúng ta dịch chuyển thì chúng ta thấy là nó chỉ cắt nhau tại một điểm để sinh ra một cái điểm y duy nhất mà thôi. Chúng ta có dịch sang thì nó cũng sẽ sinh ra một cái điểm y duy nhất. Kế tiếp, mỗi một cái giao, miễn làm sao giữa hai đồ thị nó chỉ sinh ra tại một điểm giao thôi, thì như vậy nó mới định nghĩa đó là một hàm số. Chúng ta hay dùng cái đường vuông góc để chúng ta xác định xem có phải hàm số hay không. Vậy thì câu F này có phải là hàm số không? Có. Đó, nó là hàm số. Bởi vì đâu có xài được. Tới giờ chúng ta xét câu H chẳng hạn. Câu H. Đồ thị của X bằng 4 tức nghĩa là đường nó như thế nào? Không? Ờ, nó là đường ngang. X bằng 4 mà đường ngang vậy? À, đường dọc ạ. Đường dọc. X bằng 4 nằm đây. Bất cứ điểm nào nằm trên đường thẳng vuông góc đi qua giá trị x bằng 4 thì nó đều thỏa mãn cái x bằng 4 này cả. Vậy thì chúng ta vẽ một cái đường thẳng bất kỳ. Một đường thẳng bất kỳ. Thì chúng ta thấy là nó có điểm giao không? Không ạ. Không có điểm giao, vậy thì nó có, vậy thì cái màu hồng này có là hàm số không? Không ạ. Vẫn là hàm số nhé. Vẫn là hàm số. Nó cắt hoặc là không cắt, miễn là cái y nó phải, cái gọi là số lượng điểm y nó phải bé hơn hoặc bằng 1 thôi. Nó sinh ra một cái điểm đó bé bằng 1 vậy thì y bằng 0 nó cũng được mà. Đúng không? Tức nghĩa là không sinh ra y vẫn thỏa mãn. Vậy thì chúng ta nhớ x bằng 4 cũng là một hàm số. Nhớ chưa Phong? Nhớ chưa? Vâng. Rồi. Bây giờ chúng ta xét cái câu G. Thì y nó bằng 2x trừ 3. Chúng ta phác họa nó ra là cái đường này. Đúng không? Không cần vẽ chính xác. Phác họa ra. Vậy thì cái đường màu vàng nó sẽ cắt đường màu đỏ nhiều nhất mấy điểm? Một ạ. Một điểm. Vậy thì nó có phải là hàm số không? Có ạ. À, nhiều nhất chỉ một điểm. Trừ khi nào nó cắt tại hai điểm thì nó không phải hàm số thôi. Hai điểm hoặc ba điểm trở lên. Tức là từ hai điểm trở lên. Nó sinh ra được hai điểm giao trở lên. Thì cái đó không phải là hàm số. Nha. Chúng ta xét cái đường màu vàng ấy. Rồi bây giờ câu Y. Y bằng trừ 1 nó là cái đường nào? Đường ngang. Đường ngang. Đi qua giá trị mấy? Trừ 1 ạ. Trừ 1. Rồi. Thì chúng ta thấy nó cắt đường ngang tại mấy điểm? Trừ 1 điểm. Ừ. Vậy thì chúng ta xác định được cái này có phải hàm số không? Cắt tại 1 điểm này.
Có nghĩa là có. Cũng luôn. Vậy thì chúng ta thấy là cái này cách nhau tại một điểm thì nó là hàm số rồi đấy. Vậy thì cái nào nó không phải là hàm số? Không có cái nào. Có một cái. Cái chỗ này này. Cái đường thẳng x bằng 4 này này. Thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có một cái x duy nhất là nó trùng thôi. Còn cái khác nó không có trùng, nó không sinh ra giao điểm. Vậy thì khi mà nó trùng này, nó trùng thì nó sẽ sinh ra được rất nhiều điểm nhá. Vậy là nó khi mà cái đường màu vàng mà nó trùng đường màu xanh thì nó sinh ra được nhiều cái y. Nên cái này chúng ta chọn nó là không phải là hàm số. Được chưa? Vâng. Ok, vậy là chúng ta chọn là câu H. Khi đường thẳng màu vàng nó trùng với đường màu xanh này thì chúng ta thấy nó sinh ra được rất nhiều y, tại vì nó trùng nhau nó có nhiều điểm giao mà. Vậy thì chúng ta xác định được cái x bằng 4 này không phải là hàm. Rồi chúng ta chọn câu H. Rồi bây giờ câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 chắc thành không sửa. Câu số 3 thầy không sửa bởi vì người ta hỏi cái giao với trục x thôi. Đồ thị này giao với trục x thì chúng ta cho y nó bằng 0, đúng không? Cho y bằng 0 là chúng ta tìm ra được x nó bằng 24. Là câu D là đúng này. Thầy không sửa, nó thầy sửa nhanh thôi. Câu số 2, câu số 4. Cái slope của đường thẳng đi qua hai cái này là như thế nào? Thầy cái slope thì thầy làm nhanh cho các bạn. Thầy lấy 6 trừ 2 chia cho 4 trừ 2. Thầy sẽ được là 4 chia 2 là bằng 2. Vậy thì 2 chính là câu Y nhá. Câu Y. Chúng ta tìm cái slope của nó. Thầy sửa nhanh chỗ này. Rồi, hai câu trên thì tương tự, thầy không có sự. Giờ câu dưới, nó hơi lạ, thì thầy sửa cho các bạn. Yêu cầu tính slope của đường vuông góc với cái hàng này. Đó. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có một cái đường khác là y bằng mx cộng b ở đây. Chúng ta áp dụng hai đường vuông góc, tức nghĩa là hai hệ số m nhân cho 4 nó phải bằng trừ 1. Chúng ta nhớ yếu tố bằng trừ 1 này nhá. Thì nó mới thể hiện sự vuông góc. Vậy thì thầy xác định là m nó phải bằng trừ 1/4. Thấy chưa? Bằng trừ 1/4. Vậy thì yêu cầu đi tìm slope. Thì chúng ta biết cái slope của nó là bằng trừ 1/4 rồi. Vậy chúng ta thế vào. Chúng ta ra được câu B là câu trả lời. Câu số 7 là câu B nhá. Không phải là câu A. Chúng ta nhớ cái hệ số góc chúng ta nhân với nhau. Nhân với nhau này. Hai hệ số góc nhân nhau phải bằng trừ 1. Thì chúng ta mới xác định được. Chứ không phải là song song. Nếu song song thì hai hệ số góc bằng nhau. Còn vuông góc là hai hệ số góc của hai đường thẳng. M nhân 4 phải bằng trừ 1. Vậy chúng ta xác định được M bằng trừ 1/4. Nhớ cho Tín. Nhớ chưa? Không biết trả lời. Học hành đối phó làm ẩu đấy. Có mà, con đang ngồi bên mày. Chú biết tại sao câu 7 mình sai chưa? Biết chưa? Phải đọc cái chỗ này là đi tìm cái slot của một đường vuông góc với cái đường người ta cho. Vậy thì hai đường đấy vuông góc với nhau thì hệ số góc nhân với nhau nó phải bằng trừ 1. Bài số 8. Bài số 8. Mời bạn Gia Tuệ cho ý kiến. Người ta cho mình hàm số F này. Thì người ta hỏi F5 thì là bằng bao nhiêu? Gia Tuệ. Thế vào. Dạ bằng âm 2 nhân 5 cộng 1. Thế vào. Bằng mấy? Dạ là 2.
âm 9. Âm 9, chọn Google nha các bạn. Chỉ thế tính toán mà thôi. Rồi, câu kế tiếp. Mời bạn Dương này. Có bao nhiêu hiệu thỏa mãn cái hệ phương trình này? Có bao nhiêu nghiệm? Dương? Mình phải tính cái số của nó. Chúng ta có thể biến đổi cái phương trình này về cái phương trình này. Tức nghĩa là chúng ta chuyển cái 4x qua bên kia để chúng ta được là 2y là bằng trừ 4x cộng 6. Đúng không? Chúng ta chia 2, 2 vế là y bằng trừ mấy? Âm 2 trừ 2 cộng 3. Thì chúng ta có cái nhận xét là hai cái đường này nó thế nào? Cùng có cái slope như nhau thì nó cùng là đường này song song thì nó không có cái điểm song song với nhau. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hay số góc mà bằng nhau thì nó phải là song song hoặc trùng nhau. Nếu nó cùng giống cái hệ số B chỗ này thì là nó trùng nhau. Mà còn khác nhau hai cái B thì nó sẽ là song song. Đó. Vậy thì phương trình đường thẳng của hai cái này là song song. Chúng ta phải học cái nhận xét này để chúng ta nhìn và chúng ta nhận được xét được ngay. Câu A là câu trả lời. Nhận xét dựa trên hệ số góc và cái bề. Bởi vì chúng ta có những bài toán khó đấy. Chúng ta dựa vào cái này để chúng ta nhận xét chứ chúng ta không có tính toán được. Câu số 10. Mời bạn Lê này. Nghiệm của hai cái này sao đây? Đi tìm nghiệm của hệ phương trình này. Thì chúng ta biến đổi cái phương trình thứ nhất này nó thành gì? Lê, y bằng gì? Y bằng âm 11 trừ âm 3. Âm 3x đi. Âm 3x trừ 11 chứ thầy. Trừ 11. Vậy thì nghiệm của cái hệ phương trình này là nghiệm chung. Thì chúng ta sẽ cho hai cái y sao? Bằng nhau đúng không? Dạ. Là chúng ta sẽ được là 2x cộng 9 thì sẽ bằng trừ 3x trừ 11. Chúng ta chuyển trừ 3x qua bên kia là thành 5x. 9 chúng ta chuyển qua bên này là thành trừ bao nhiêu? Thành âm 2. Âm 20. 20 chứ. Đúng không? À, đúng rồi. Ừ. Vậy là x bằng mấy? X bằng âm 4. Âm 4. Vậy chúng ta thế ngược x bằng âm 4 vào đây thì chúng ta ra được y bằng mấy đây? Trừ 3. Nhân mấy? Âm 4. Nhân âm 4. Trừ 11. Vậy kết quả chúng ta ra mấy? Ra âm 1. Âm 1, trừ 3 nhân trừ 4 ra là, à, là bằng 1. À, 12 trừ 1, 11 nó là bằng 1. Vậy thì chúng ta có nghiệm thứ nghiệm y bằng 1. Vậy chúng ta kết hợp lại thì chúng ta sẽ ra được là trừ 41. Trừ 41 là chọn câu nào? Câu y. Rồi, câu y nha. Câu y là câu trả lời này. Đó, các bạn sẽ là rồi, đồ thị của bất phương trình sau. Cái nào chỉ ra là cái ở dưới. Cái hình này nó là chỉ ra nó là cái nào? Chúng ta nhìn vào cái phương trình đường thẳng này này. Chúng ta xác định được hai cái điểm đặc biệt nằm đây. Đấy. Bây giờ chúng ta thế vào, chúng ta thế từng điểm vào. Để chúng ta xác định coi là trong bốn cái này cái nào xảy ra dấu bằng. Đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn vào đấy, bây giờ các bạn thế cho thầy xem. Cái tọa độ này là 0 trừ 2. Tọa độ này nó là trừ 2, 2. Chúng ta thế vào. X bằng 0, y bằng trừ 2. Thầy thế vào cái A này coi, nó có bằng không nhé.
trừ 2 bằng bằng mấy? Trừ 2 3 phần 2 nhân 0 trừ 1, nó có xảy ra dấu bằng không? Thầy mời bạn bạn Phùng có bằng không? Phùng? Dạ không. Chúng ta thế vào cái A đấy để chúng ta thấy dấu bằng hay không? Chúng ta thấy không bằng. Tức nghĩa là cái đường thẳng này nó không phải là của cái phương trình này. Cái đồ thị này nó phải bỏ. Đấy, vậy là chúng ta bỏ được câu A rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là câu B. Hình như thầy nhầm chỗ này hay sao? Giao chỗ này là trừ 1. Tức nghĩa là không trừ 1 chứ. Không trừ 1. Không trừ 1 có xảy ra đấy. Vậy là thầy nhầm chỗ đó. Thế là không vào đây. Tức không trừ 1. Vậy thì chúng ta thấy là trừ 1 bằng trừ 1. Vậy là cái điểm này có đi qua. Giờ điểm này trừ 22 chúng ta thế vào tiếp. Là y bằng 2 nhỏ hơn 3 phần 2 nhân cho trừ 2 trừ 1. Cái pen nó bị hết mực. Có thể do thầy viết nhiều. Đấy, thầy dùng tạm bằng cú đấy thôi. Rồi bây giờ chúng ta thế cái điểm này vào. Điểm nằm trên đường thẳng này này. 2 trừ 2 chúng ta thế vào đây. 3 phần 2 trừ 2. Chúng ta trừ 1. Coi nó có bằng với cái y ở đây là 2 hay không. Thế vào. 2 đơn giản. Vậy là trừ 3. Trừ 3 trừ cho 1 ra trừ 4. Trừ 4 không có bằng 2. Vậy thì chúng ta thấy là cái điểm này không thỏa mãn nằm trên cái đường thẳng này. Chỉ có điểm này thôi. Nên chúng ta thấy cái này nó không đúng. Còn một cách khác nữa. Còn một cách khác nữa là chúng ta chuyển cho nó về cùng một dạng đi. Chúng ta nhân vào chúng ta sẽ thấy đây là 2y là bằng 3x. 3x chỗ này trừ 2 nhá. Còn cái này chúng ta nhân lên thì chúng ta được là 6x. Nhân lên 2 x 3 là 6 cộng cho y bằng trừ 6 chỗ này. Đúng không bạn? Trừ 6 này. Chỗ này chúng ta có là 3x. Câu C đấy. 3x cộng 2y là bằng trừ 2. Câu cuối là 3x cộng 2y bằng trừ 2. Đó. Vậy thì chúng ta thấy câu C, câu D ấy, nó có cùng một phương trình đường thẳng. Vậy thì nếu nó thỏa mãn được cái C thì nó cũng sẽ thỏa mãn được cái D. Bây giờ thầy thế cái x bằng 0 vào. X bằng 0 vào đây. X bằng 0 thầy thế vào. Mất. Trừ 1 thế vào đây. Vậy là trừ 2 bằng trừ 2 đúng. Còn bây giờ thế cái x bằng trừ 2 vào đây. X bằng trừ 2 chúng ta thế vào đây. Vậy là 3 nhân trừ 2 là trừ 6. Trừ 6. Còn 2 nhân cho y bằng 2 chỗ này là 4. Vậy thì cộng lại nó cũng ra trừ 2. Vậy thì hai cái này nó thỏa mãn này. Vậy từ đây chúng ta loại suy ra được. Thì chúng ta tính thêm cái câu B này nữa. Thì chúng ta biết đường thẳng này chắc chắn là nó bằng cái này rồi. Cái quan trọng là cuối cùng là chúng ta chọn trên hay dưới. Thì chúng ta thấy cái miền người ta vẽ cho mình là nó nằm trên. Tức nghĩa là chúng ta phải lấy lớn hơn. Vậy thì chúng ta thấy câu C là câu trả lời đúng này. Thấy chưa? Lớn hơn. Vậy C là câu trả lời. Vậy thì bạn chọn 11C là đúng. Rồi bây giờ chúng ta coi còn những bài nào nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn bài số 12 và 13. 12 và 13. Thầy sẽ sửa nhanh bài số 12 cho các bạn. 13 có thể là hôm sau hoặc là nếu có ai yêu cầu thì hôm sau thầy sửa bài số 12 đấy nhé.
Người ta hỏi giá trị nào của A nằm trên đường thẳng này khiến cho nó song song với cái đường thẳng này. Vậy thì chúng ta thấy là hai đường thẳng song song thì nó có tính chất là gì? Hả các bạn? Là hệ số góc bằng nhau, đúng không? Hệ số góc bằng nhau. Vậy thì chúng ta chuyển cái phương trình dưới này, chuyển thành dạng tổng quát, là chúng ta sẽ được là 2y là bằng trừ x cộng 4. Và chúng ta chuyển 2 qua thì chúng ta sẽ được là x là bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2. Vậy thì chúng ta khoanh vùng lại hệ số góc của cái đường dưới là trừ 1 phần 2. Hệ số góc của đường trên nó là A. Vậy thì để hai đường thẳng song song thì chúng ta bắt buộc phải có A là phải bằng trừ 1 phần 2. Được chưa các bạn? Rồi bạn nào nắm được bài này giơ tay nào. Đợi thầy xóa đi, thầy khảo sát. Bạn nào nắm được cái tính chất này, để hai đường thẳng song song thì chúng ta chỉ cần cho hai hệ số góc bằng nhau thôi, đúng không? Thì cái A này đúng bằng trừ 1 phần 2 đấy. Thì chúng ta phải chuyển nó về như vậy thì chúng ta mới thấy nó dùng được. Còn một cách khác nữa là chúng ta chuyển cái này này, chuyển nó thành là giống như vậy, thì thầy sẽ ghi là AX bao nhiêu? AX trừ cho Y bằng 6. Thì chúng ta thấy là nó có dạng tổng quát là AX cộng BY bằng C. Vậy thì nếu có một cái đường thẳng là A'X cộng B'Y bằng C'. Muốn hai cái này song song thì chúng ta sẽ phải thấy là nó có tính tỷ lệ các bạn. A chia A phải bằng B chia B'. Đó. Chúng ta nhận xét cái này. Thì chúng ta lập tỷ lệ cũng được. Đây, thầy sẽ lập tỷ lệ cho các bạn như sau. Đường ở trên, hệ số nó là 1 này. Vậy là 1 trên A phải bằng. Ở đây chúng ta có hệ số ở B ở trên là 2. Chia ở dưới là trừ 1. Vậy thì cuối cùng thầy nhân chéo A lên. Nhân chéo A lên thì nhân chéo trừ 1 lên là trừ 1 chia 2. Vậy thầy cũng xác định được A bằng trừ 1 phần 2 giống như lúc nãy nha. Vậy thì chúng ta có hai dạng phương trình đường thẳng. Một, chúng ta viết dưới dạng AX cộng BY bằng C. Một dạng thứ hai là y bằng mx cộng b nha các bạn. Dùng cách nào thì chúng ta cũng sẽ thấy nó như nhau cả thôi. Rồi, tạm thời thầy dừng ở đây nha các bạn. Chào các bạn.